đến ngay nhà tôi. Dạ. Bởi vì hiện nay chúng tôi cũng có 8 nhà thầu mua và 4 nhà thầu. Cho nên các không. Bây giờ chúng tôi khẳng định ngay rằng tất cả hồ sơ của tôi bán ra là đúng theo quy định. Tôi khẳng định. Chủ đầu tư đã tùy những bên nguyên xi tiếng Anh của Siemens vào hồ sơ mời thầu, chỉ được đưa ra 5 cái ví dụ, sẽ đây có những 5 ví dụ đấy, đúng không? Đấy, thì anh nói rõ lại là mình có là cái này. Báo cáo anh này, trong hồ sơ mời thầu của chúng tôi về kỹ thuật, chúng tôi không có nêu bất kỳ một cái tên của một cái hãng sản xuất nào cả, không có ghi là xuất xứ nhãn hiệu hàng hóa, nên về mặt pháp về luật thì chúng tôi không hoàn toàn đã đúng được thực hiện đúng pháp luật. Thứ hai là cái nội dung mà ghi là rõ là các cái tên mà giống của Siemens. Thì báo cáo anh này, tất cả những nội dung bên chúng tôi là viết bằng tiếng Việt và chúng tôi viết bằng tiếng Anh để tham chiếu. Vì mỗi một cái nhà thầu, mỗi một hãng sản xuất, người ta có những tên riêng, nhưng tất cả tham chiếu theo tên tiếng Việt, tên mà trong nội dung đầu. Và còn thì tất cả những từ tiếng Anh này, báo cáo anh là từ tiếng Anh phổ thông hết, không từ tiếng Anh đặc thù gì cả. Và tiếng Anh kỹ thuật, tiếng Anh phổ thông. Chứ trong tất cả từ tiếng Anh không có từ nào mà của riêng nhà thầu nào đáp ứng được này. Với trước khi mà triển khai, chúng tôi triển khai thực hiện cái gói thầu này, thì tổng công ty miền Bắc cũng đã tổ chức một chương trình của chúng tôi tham quan học tập ở trong thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung. Thì cái đặc thù cái công việc này là đã thực hiện trên cái điện Việt Nam rất nhiều rồi, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu với Đức cũng trình bày về cái tham khảo đơn vị bạn của các cái dự án đã thực hiện trên lưới điện của tập đoàn điện lực Việt Nam. Thì thực hiện cái thông tư 05 của 2005 của Bộ Kế hoạch Đầu tư để đảm bảo lựa chọn của nhà thầu đáp ứng các năng lực cũng như là kinh nghiệm của thầu, thì đã quy định rõ là cái hợp đồng tương tự thì là có giá trị hợp đồng bằng hoặc đến 70% giá trị của thầu đang xét. Và thứ hai, chúng tôi cũng xét đến là trong trường hợp các cái thầu có tính chất đặc thù mà năng lực nhà thầu có thể còn hạn chế, thì cái giá trị của hợp đồng được đề xuất trong khoảng 50-70% của giá trị gói thầu được duyệt. Thế vậy thì ở đây cái giá trị hợp đồng tương tự mà trong hồ sơ mời thầu chúng tôi yêu cầu là 35 tỷ, là nó chiếm khoảng 69% cái giá trị mà gói thầu mà chủ tư đã được phê duyệt. Thế vậy thì với cái yêu cầu của nhà thầu như thế thì chúng tôi thấy là cái giá trị hợp đồng và số hợp đồng tương tự yêu cầu trong hồ sơ mời thầu hoàn toàn là tuân thủ với quy định của pháp luật về đấu thầu và đảm bảo tính cạnh tranh.